Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.19. Và hiện tại thì mình vừa trở về từ địa ngục sau cái chuyến đi săn thêm đầu xương đen. Tại vì hôm nay mình sẽ triệu hồi thêm một con boss Wither nữa. Nói chung cái gài mình đánh hơi nhiều boss Wither đó, nhưng mà lần này thì chắc mình sẽ không đánh đâu, mà mình sẽ dùng con boss Wither này để làm một cái thí nghiệm. Và thí nghiệm đó là gì thì một xíu thì mình sẽ tiết lộ sau. Và còn công việc của mình trong ngày hôm nay thì chắc mình sẽ trở lại cái ngôi nhà dưới lòng đất của mình. Nhưng mà trước tiên thì để mình qua đây mình gắn cái hiệu ứng vào cái đó. Hôm qua mình làm cái đèn hiệu bằng vàng nhưng mà mình chưa có gắn chọn hiệu ứng nè. Bây giờ thì mình sẽ chọn hiệu ứng gì đây? Nhảy cao chăng? Hiệu ứng nhảy cao cũng ok đấy. Được luôn, mình sẽ chọn hiệu ứng nhảy cao ở cái đèn hiệu bằng vàng. Còn đèn hiệu bằng kim cương thì mình sẽ chọn hiệu ứng hồi phục đi. Được không? À quên. Mới có một tầng mà không có chọn được hồi phục, nên thôi chọn đào nhanh cũng được. Ok, như vậy thì ở gần cái chỗ này thì mình đã có tổng cộng là 4 hiệu ứng khác nhau luôn. Quá là đã. Rồi, giờ thì ghé qua cái ngôi nhà dưới lòng đất của mình một cái, để coi nó vô đường nào ta. À đây. Tính ra cũng mấy ngày rồi đó, chưa có xuống. Rồi, xuống đây thì chủ yếu là mình sẽ lấy cái đĩa nhạc này, đĩa nhạc Order Sign này. Bữa nay mình sẽ rất là cần nó để làm một việc liên quan tới những cái nhóc Alay. Tại vì hiện tại ở nhà mình chỉ có duy nhất là 2 Alay thôi. Mà mình thì kiểu muốn có thêm nhiều Alay một tí. Thế nên là hôm nay thì mình sẽ thử dùng cái cách là cho Alay quẩy nhạc để coi có chịu nhân bản ra hay không. Cũng khá là tò mò đấy. Giờ thì trước tiên là mình sẽ đi lấy Alay trước cái đã. Đâu ta, đây Alay vẫn còn ở đây. Nói chung thì hổng rồi, còn để mấy nhóc này giữ vàng các thứ rồi nè. Đang muốn chạy lắm luôn á. Thôi, không cho chạy đâu. Rồi, giờ thì mình sẽ chụp lại. Rồi, đi thôi. Đi qua nơi ở mới đi. Ồ, được rồi ta. Hay là hôm nay mình làm cho Alay một cái nơi ở mới luôn, để bù đắp cho những ngày tháng mà kiểu dầm mưa dãi nắng ở đây. Tại vì mình cũng không có nhiều kiểu như thời gian dành cho Alay ấy. Ồ, hợp lý luôn, bữa nay chắc mình sẽ bù đắp cho Alay mới được. Chứ hôm nay thấy hơi bị thiệt thòi rồi. Ý, mà đằng kia không có cái hàng rào. Ok, mình sẽ dùng tạm cái hàng rào đây. Ở đây nó cứ thừa ra một nhánh là mình mượn đi, để mình giữ Alay lại cho nó tiện. Rồi, giữ Alay lại một cái. Và cuối cùng là đặt cái hộp nhạc xuống và gắn cái đĩa nhạc Order Sign này vào. Gắn vô. Alay có một cái tương tác khá là hay khi mà nghe đĩa nhạc Order Sign này này. Wow. Xây xây, quẩy quẩy rồi các thứ được kìa. Dễ thương chưa? Xây nhìn chóng hết cả mặt luôn. Mình cũng xây. Mình cũng xây luôn. Nhưng mà chóng mặt quá. Rồi, vì mình đã thấy được cái tương tác khá là vui của Alay rồi. Giờ thì mình lại cần thêm một thứ quan trọng hơn để xem coi có giúp Alay nhân bản lên hay không. Đó chính là những cái thạch anh tím. Thạch anh tím thì mình cũng có một ít thì phải. Không có nhiều đâu. Đây. Ồ, chính xác luôn, mình chỉ có 4 mảnh thạch anh tím thôi. Rất ít. Nhưng mà ok, có nhiều thì dùng bấy nhiêu thôi. Rồi, bay qua bên đó và đưa cho Alay nào. Để xem. Mà bây giờ mình mới để á, là cái đĩa nhạc Order Sign á, cái giai điệu nó khá là vui tươi luôn ấy. Bảo sao Alay quẩy quá trời luôn cơ. Rồi, giờ thì vậy là chỉ cần đưa Alay cái thạch anh tím thì Alay sẽ nhân bản lên liền. Wow. Hay vậy. Vậy là mình đã có được 2 Alay mới rồi nữa. Chà. Ê, Alay đi đâu vậy? Ai? Gì đây? Tự nhiên Alay chèo vô đó rồi. Alay hư lắm nha, định bỏ trốn hay gì? Không được bé ơi. Không được. Đâu có dễ dàng bỏ trốn như vậy được. Rồi, buộc vô đây luôn. Wow, vậy là mình đã tìm ra cách để sắp tới mình có thể nhân bản vô hạn Alay rồi. Đã quá ta. Tạm thời thì cất cái đĩa nhạc Order Sign vô trong lại đi.
giờ mình chuẩn bị cho công việc là làm nhà cho Alay luôn thôi. Như lời mình đã nói, mình sẽ bù đắp lại cho Alay bằng một cái ngôi nhà nó... một ngôi nhà hay là xây cái đặc biệt hơn ta? Ồ, mình có ý tưởng này. Hay là bây giờ mình sẽ làm một cái UFO. Nhưng mà nó sẽ dùng những cái khối màu xanh xanh giống như màu da của Alay vậy đó. Wow, được quá ta. Mình sẽ xây một cái UFO đâu đó tầm này, khoảng khoảng này nè, ở giữa giữa đây nè. Cũng khá là hay, từ cái ngôi nhà người sắt mình có thể nhìn qua luôn. Hợp lý nha. Ồ, được á, mình sẽ cho Alay ngôi nhà UFO đi. Nhưng mà trước tiên thì phải đi lấy nguyên vật liệu rồi. Mình nghĩ nguyên vật liệu thích hợp nhất đó chính là ở bên địa ngục. Ok. Mình sẽ tìm những cái cánh rừng kỳ dị. Đó là một cái cánh rừng mà mình thấy có rất là nhiều cái cây mà... Nè nè nè, cây gỗ này nè. Mình sẽ lấy cái lá của nó cũng được. Cái lá nó màu xanh luôn, đúng không? Lá nó là khói búa, cũng ok. Nhưng mà đào chậm vậy. À, dùng cây cuốc đào nhanh nè. Ok, mình sẽ lấy thật là nhiều cái lá này trước. Mấy cái đèn nấm mình cũng lấy luôn. Ok. Hình như hơi lố rồi đó. Mình nghĩ mình nên chuyển sang lấy thêm gỗ đi. Tại vì cái gỗ kỳ dị thì nó cũng có cái màu tẹp tẹp với cái khối búa nè. Mình sẽ kết hợp vừa khối gỗ và búa thì chắc nó sẽ đẹp hơn ấy. Nốt cái cây này chắc mình về là ok rồi. Tầm này là chắc dư sức để mình có thể xây được một cái UFO cho Alay rồi đấy. Trời. Mình tính về nhưng mà mình ghé qua đây mình thấy nguyên một cái băng đảng giống như là Enderman cầm đầu mấy cái thanh niên Bitlin này ta. Ở gì? Zombie Bitman chứ nhầm. Đúng nhiều Zombie Bitman luôn. Nhưng mà tự nhiên đâu lạc trôi ra thanh niên Bitlin à. Nhưng mà thanh niên này rén mình hay sao á? Ủa sao hắn sợ mình dữ ta? Kỳ á. Nè nè. Thanh niên này biết điều ghê luôn. Gặp mình cái rén cơ. Đó. Cầm kiếm lại mình định dọn. Thì ra ngươi chọn cái chết. Hay chà chà. Tính khen nó luôn á mà nó hổ báo lên liền. Nguy hiểm thiệt chứ. Ủa vậy đấy, nữa. Hết Bitlin rồi tới Enderman không dữ quá. Thôi đi về. Mình ghé qua cái rừng tre để mình chặt một ít tre về cái đó. Bữa giờ mình quên làm mấy cái dàn giáo. Có cái này cũng tiện lắm, mình leo trèo nó dễ dàng hơn rất là nhiều. Nên là giờ tranh thủ qua lấy tre nè. Để coi có gặp gấu banda luôn không, gặp cái mình dẫn gì luôn. Mình chưa có gấu nữa, buồn ghê luôn á. Rồi, bây giờ thì có thể bắt chân vào việc xây dựng được rồi đó. Mình sẽ định hình trước cái khu vực đó nó sẽ nằm đâu khoảng này. Mình ước chừng thôi. Tại vì mình thấy cái khoảng này nó khá là trống, với cả là nó gần cái trung tâm nơi mình hay qua lại nữa. Gì thấp, có thấp quá không ta? UFO mà gì là hơi thấp ấy. Chắc phải cao lên thêm một tí nữa tầm này. Ok. Như vậy thì mình ước chừng cái UFO nó sẽ nằm ở khoảng đáy ấy. Và mình cũng xây được cái hình tròn kiểu như là sơ qua cái phần đáy của cái UFO rồi. Mình sẽ mở rộng nó lên thêm một tí nữa. Liệu rằng bây giờ có ổn hơn hay chưa? Cái phần đáy ở dưới này mình thấy nó chưa ổn lắm nè. Hay là mình sẽ thu nhỏ nó lại một tẹo, rồi mình sẽ làm cái chỗ giống như là nó đang cố gắng hút một cái gì đó lên. Trong phim mình thấy mấy cái UFO nó hay có cái tia gì xanh xanh, cái nó hút cái gì đó ở dưới đất lên. Và cái ổ lỗ tròn tròn đó chắc mình sẽ đặt ở đây. Và mình sẽ dùng một cái block khác để làm nổi bật lên cái phần lỗ đó. Tạm thời thì mình sẽ làm nốt thêm một lần nữa để coi được có một stack khói không. Có một stack làm xây dựng mới đủ chứ, ít quá không đủ đâu. Ui, chưa được một stack nữa chứ. Ghé ngồi farm lì thêm xíu nữa đi. Chắc bây giờ là đủ để mình có thể xây dựng rồi đấy. Bắt đầu nó dư dư hơn rồi nè. Ok, mình sẽ bắt đầu ngay từ vị trí này trước đi. Nhìn sơ qua là thấy cái quả tiết của nó cũng khá là ok với cái màu từ cái UFO này. Được. Vậy là mình chọn nguyên vật liệu ok rồi. Và mình sẽ xây thử một cái. Rồi đi xuống dưới ngắm coi.
Nó phải ổn thì mình mới xây tiếp được. Nếu không ổn mình sẽ chỉnh lại liền á. Đó, ít ra nó phải như vậy chứ. ổn áp rồi. Và mình sẽ xây cho nó dài xuống thêm tầm 2 ô nữa thôi. Và nó sẽ có xu hướng là lè ra bên ngoài. Cái gì đây? Tranh thủ gì sao? Mèn đất ơi, không ổn rồi, phải cấm đuốc thôi. Không thôi là toan đây. Thì cái tình luôn. Giật hết cho mình ạ. Rồi, và cái phần dưới của UFO mình đã xây xong. Hy vọng là bây giờ nó sẽ hoàn chỉnh. Ok. Mình khá là ưng rồi đó. Giờ thì mình sẽ tiếp tục xây cái phần ở chính giữa của UFO này. Ở cái phần chính giữa thì mình sẽ xây cho nó rộng hơn cái phần dưới một tí nữa. Thì nó mới giống cái UFO. Nhưng mà có vẻ không ổn lắm vì hiện tại mình gần hết kính ở nhà rồi. Thế nên là bây giờ mình sẽ tới dùng sa mạc này để mình lấy thật là nhiều cát về và nung ra làm kính thôi. Ok, mình nghĩ như đây là đủ để mình làm cái phần kính cho cái UFO rồi. Ngoài ra thì mình cũng cần khá là nhiều những cái bột nhựa màu xanh nhạt đây nè. Tại vì cái màu này mình nghĩ nó sẽ rất là tương đồng so với cái màu của UFO đấy. Đi ra ngoài test thử coi. Ôi trời, nãy giờ mình vội vậy ta, sao mình không chế tạo một ít thôi ta. Giờ mà đặt vô mà nó không khớp một cái là đi đào cát lại nè, mệt xỉu đấy. Oh no. Amen. Hy vọng là nó khớp giùm mình cái. Ốp lẹ. Mình không muốn bị Reaper nó đổ banh xác đâu. Bị kích tình. Hậu quả của gì không mang theo đuốc. Trời ơi, vừa xây mà vừa thấp thỏm lo âu này. Gung vậy ta. Coi giờ sẵn tiện mình sẽ đi xuống dưới này mình ngắm cái nữa. Rồi sau đó mình đi chế tạo đuốc mình cắm vô cái. Chứ trên đó Reaper nhiều quá. Beautiful. Cái phần chính giữa của cái UFO sẽ có hình giống như vậy. Nhưng mà hiện tại thì còn thiếu khá là nhiều chỗ mình chưa có up kỹ vào cả. Giờ thì mình sẽ lấy thêm đuốc mình cắm lên. Rồi mình sẽ hoàn thành nốt cái phần chính giữa của UFO thôi. Vô, một căn ba. Vô đấy, chấp các ngươi xài cung luôn. Chấp xài cung luôn. Đúng rồi. Mượn zombie làm bia đỡ đạn luôn. Đúng rồi. Phóng ngươi nè. Như nào? Láo thiệt chứ con này. Này thì láo nháo với cán bộ. UFO của mình mà nó dám lên đây nó bắn mình. Không có tôn ti trật tự hết. Này chừa nha cưng. Còn thanh niên này nữa. Công đoạn còn lại thì mình chỉ làm tương tự giống như cái phần dưới của cái UFO thôi. Là mình đã hoàn thành rồi. Sửa nhà, lầy sửa nhà, sắp có nhà mới ở luôn. À không, cái gì? UFO chứ. Trời, nghĩ thôi đã thấy thích rồi. Mình thì nhiều khi ăn lông ở lỗ các thứ. Còn anh lầy sướng luôn. Ở nguyên cái UFO to đùng. Chắc mai mốt mình biến cái này thành ngôi nhà mới của mình luôn á. Kiểu như ở ké Alay cũng được. Cũng là một ý kiến khá là hay đấy. Một tí ở trên đây mình phải bắt buộc cấm đuốc rồi nè. Đó là điều chắc chắn luôn á. Không thôi là trên đây lại thành một cái dựa quái tiếp. Mình không muốn trường hợp Reaper nó núp lùm các thứ như hồi nãy diễn ra đâu. Ở đây chắc mình sẽ cấm tầm 5 cây. Ok, 5 cây đuốc chắc là ổn áp rồi đấy. Và sơ qua thì mình đã xây xong cái phần khung của cái UFO rồi. Giờ thì nghĩa là một cái nữa nè. Để xem. Ui. Oh gosh. Rồi. Và ta-da. Mình đã có được một cái UFO màu xanh. Khá là giống màu của Alay rồi. Có điều cái màu đó thì nó kiểu nó đậm hơn màu của Alay một tí ấy nhờ. Ồ. Cũng không trách được tại vì phải mình có điều kiện á. Mình xây bằng khối kim cương là bao giống luôn. Cái màu của Alay như màu kim cương á. Mà chẳng qua mình, các bạn cũng biết điều kiện kim cương của mình nó có giới hạn á. Nên là thôi mình dùng những block sẵn có thôi. Sau khi hết xảy cái công đoạn trang trí bên ngoài thì cái UFO mà mình xây cho Alay sẽ có hình dạng như vậy. Sơ bộ thì mình sẽ thêm hai chi tiết. Đó là cái phần chân này giống như là khi UFO đáp thì nó sẽ chống lên vậy. Còn ở phía trên là giống như cái anten. Mình thấy UFO hay có mấy cái anten vậy nên là mình chế thêm như thế ha. Cũng ổn áp mà. Bên trong thì mình cũng đã trang trí sơ rồi. Một xíu thì mình sẽ review sau. Còn bây giờ là bước tối thiểu quan trọng nè.
là mình sẽ dắt Alay đi lên trên cái UFO đó. Khá là vất vả đấy. Đây rồi, mình phải có dây để mình chắc chắn là dẫn Alay vô đúng vị trí, chứ không thôi là Alay lại bay lung ta lung tung là mệt nữa. Đường lên thì cũng khá là cao đấy nha. Tên 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 tên. Vậy là xong. Mình đã xong cái việc dắt Alay rồi. Và để thả Alay ra tự do hơn thì mình sẽ dọn cái cầu này liền. Tại vì cái cầu này nó rất là nguy hiểm luôn. Dọn lại. Mặc kệ đó, bỏ luôn. Rồi và ốp kính lại. Vậy là mình đã xong công đoạn dắt Alay lên cái UFO. Bây giờ thì mình có thể thả tự do cho Alay, muốn bay đi đâu thì bay. Mình lấy lại mấy món đồ mà mình đưa cho Alay luôn. Đó, Alay muốn đi đâu thì đi. Tự do rồi đó. Tự do hết chưa? 1, 2, 3, 4, rồi ok. Quá đã luôn. Và bên trong này á thì mình trang trí một cái gương mặt của Alay đang ngại ngùng, má ửng hồng nè. Đó, ngại ngùng mắc cỡ đó là má sẽ ửng hồng như vậy. Còn phía bên đây là một có một cái bể bơi hình trái tim á nha. Mà trái tim này gửi ai thì các bạn cũng đoán được rồi đó. Là các bạn chứ ai nữa. Ngoài ra thì Alay cũng có nhà nữa. Nhưng mà một cái thì mình đã trang trí sơ qua nội thất. Còn cái nhà bên này mình xây vội quá, cái mình chưa có kịp trang trí bên trong ấy. Nó sẽ bột, cũng chỉ là một con nhà để ở thôi. Rồi, còn có ruộng và chỗ chăn nuôi. Nhưng mà mình chưa biết nuôi con gì trong này nè. Nên thôi, tạm thời thì để Alay trong đây chơi đi. Dắt Alay xong rồi, bây giờ thì mình sẽ tiếp tục cái chuyên mục đi dắt thêm một cái con nữa. Mà cái con này mà hổm rài mình bỏ xó nó hơi bị lâu rồi đó. Đó chính là con Hoa Đành, tù nhân mà mình vô tình bắt được trong một cái chuyến đi khám phá cái biome Deep Dark. Và tù nhân này thì mình đang có ý tưởng, đó chính là kiểu như mô phỏng lại một chiếc UFO đang bắt con Hoa Đành đi đem đi kiểu như là hành hạ các thứ ha. Đó là ý tưởng của mình. Còn bây giờ thì phải dẫn con Hoa Đành đi qua bên chỗ cái UFO nè, cũng khá là căng thẳng ấy. Thế nên là mình phải mang theo thật là nhiều vật tổ trường sinh mới được. Không có nó là toan với con Hoa Đành liền. Rồi không sao, mình đã có kinh nghiệm rất là nhiều trong việc dụ con Hoa Đành rồi, cũng như là cà khịa nó. Nên các bạn yên tâm nha, tay nghề mình hơi bị cao. Ok. Ui, nó sống chuồng rồi, nó sống chuồng rồi, nó bắt đầu dí theo mình rồi đó. Ok, đúng theo kế hoạch của mình rồi. Đấy. Ui giời ơi, tưởng cái gì chứ, cái này nghề mình. Ui, nó chưởng mình, nó dí không lại là nó sẽ bắt đầu tung chưởng á. Ui giời, ta hơi bị nhiều vật tổ trừng sinh nha, xin lỗi ngươi á. Ui giời ơi, chưởng tiếp đi anh bạn ơi. Ui, bây giờ còn bị mấy con xương các thứ đồ quấy rầy nữa. Ouch, căng á, căng á. Căng á nha. Tại vì đây nhiều xương quấy rầy quá. Không ổn rồi. Mình gần hết vật tổ trường sinh ấy, phải lấy thêm mới được. Ui, cái cách dụ mà kiểu như cho nó dí mình á chỉ hiệu quả khi mà dẫn về đây thôi. Còn cái lúc lên cầu thang này mình phải dụ bằng cách là kiểu như phân tán nó thôi. Mình sẽ dùng âm thanh để dụ nó mới được. Chứ mà dùng cái cách hồi nãy á, là mình lên cầu thang là nó bắn mình lọt xuống mặt hồ cũng vậy hả. Nó còn nguy hiểm hơn nữa. Ui da, dắt con kia lên. Dắt con Hoa Đành lên trên đúng khó luôn á. Nó đập không biết bao nhiêu cái vật tổ trường sinh của mình rồi. Mình chợt nhớ ra là mình có thể dụ nó bằng cái quả bóng tuyết. Ồ, thôi xong, xác định con xương rồi. À không. Ui dồi ôi, coi kìa nó hung hẳn chưa. Đó. Con gì đâu mà cục xúc kìa. Rồi, nó bắt đầu nó nghe tiếng cầu tiết của mình rồi. Trời ơi, cái con nhỏ anh kia. Làm con Hoa Đành này mất tập trung hoài. Rồi, nó tập trung vô âm thanh mình phát ra rồi kìa. Tiếp tục nào nhóc. Ôi, nó đánh hơi ra được mình à. Ôi, nó đánh hơi được mình rồi. Trời đất ơi. Con Hoa Đành này điêu vậy.
Mình đã nhận thức được sự nguy hiểm của hành động này nhưng mà chấp nhận thôi. Hơi tốn kém vật tổ trường sinh đó nha. Nhưng mà mình có thể farm được mà. Đánh đổi thôi. Ui. Đừng có lọt nha, đừng có lọt ngay lúc này nha. Ok. Vài cái nữa thôi nào. Ui. Sắp được rồi. Yes. Được chưa, được chưa? Hình như được rồi. Ui, mình thành công rồi. Yes. Cuối cùng thì mình cũng dẫn được tù nhân qua rành. Đi vào cái ngục mà mình xảy rồi. Người đã bị bắt lại rồi, con qua đền khốn kiếp. Trời ơi, nó quýnh mình bầm dập hết luôn á. Ôi nhưng mà may quá, dẫn bảo toàn tính mạng. Nhờ có số vật tổ trường sinh mà mình lấy từ cái máy farm ngọc lục bảo chứ. Không ngờ nó lại kiểu như có công dụng to lớn đến như vậy trong ngày hôm nay. Rồi, và công việc còn lại của mình là dọn dẹp cái mớ hỗn độn này nè. Cũng khá là vất vả đấy. Sau khi dọn xong thì công đoạn cuối cùng là mình sẽ dời cái đèn hiệu kim cương của mình xuống phía dưới của cái chỗ tù nhân qua đành. Tại vì mình muốn có một cái tia giống như là cái tia từ UFO nó hút cái con qua đành lên vậy. Đó, thế nên là mình sẽ lựa chọn cái cách là dùng đèn hiệu là hiệu quả nhất. Với cả là đẹp nhất nữa. Rồi, mình sẽ đặt cái đèn hiệu ở đây. Sau đó thì đặt ở dưới là những cái block kim cương thôi. Hơi bị đầu tư luôn ấy nhá. Rồi mặc dù mình không có nhiều kim cương thiệt, nhưng mà mấy cái này thì mình đầu tư được. Không sao. Rồi gắn vào. Đây đây. Đây đây và đây. Xong chuẩn bị. Tên tên. Xong rồi. Và công việc xây dựng UFO của mình đã chính thức hoàn thành. Đó, sơ bộ thì nó sẽ có một cái tia giống như vậy ha. Giống như là cái UFO đang hút cái con qua đành đi lên theo gì đó. Wow. Quá là hợp lý luôn. Rồi và từ giờ thì tù nhân qua đành đã có một cái nơi giam giữ mới rồi. Cho người ha. Không thể nào mà ha có cơ hội tung trưởng với mấy nhóc ít lân cận đâu. Không đã không biết nó tung trưởng bao nhiêu nhóc ít rồi đó. Nhìn mà thấy thương, thấy xót luôn á. Rồi ok. Bây giờ thì chắc mình sẽ tới chuyên mục là review bên trong ngôi nhà. Ủa như mình review rồi đúng không ta? Đúng rồi, mình review rồi. Oh man. quên. Ôi nhưng mà đứng ở đây thì nó có đánh hơi ra được mình rồi, nó tung trưởng mình không ta? Với lại tấn công qua. Alay nữa. Ôi có nào nãy giờ nó tung trưởng chết hết Alay của mình rồi không? Oh no. Alay ơi. Ôi không. Có lẽ nào. Ủa sao Alay mình mất hết rồi. Ôi có lẽ nào nó tung trưởng chết hết Alay mình nữa. Vô lý vậy. Mình cũng tạo ra tiếng động nãy giờ mà nó đâu có tấn công mình đâu. Thì làm cách nào mà nó tấn công được Alay của mình? Cực kỳ vô lý luôn. Mình đặt block, mình đập block các thứ đâu nè. Đó, nó đâu có đánh đâu. Alay biến mất à? Không hiểu luôn. Trời ơi, mất trắng số Alay luôn rồi. Mình có 4 Alay thôi. Xây hẳn cho một ngôi nhà đàng hoàng đẹp đẽ trên này để ở. Mình ở lúc nào biến mất chứ. Buồn nấu ruột thiệt. Thôi, đã muốn bỏ mình thì mình cũng không có níu giữ làm gì hết. Mất thì mình đi tìm lại thôi chứ biết sao giờ. Ok. Bây giờ thì mình sẽ kiểu như đi tìm những cái nhóc Alay mới để dẫn về chứ. Bây giờ mình mất hết Alay rồi. Quá là buồn luôn. Ồ chắc tại ghen rồi. Mình xây trái tim mình tặng các bạn cái Alay ghen rồi bỏ đi hay sao rồi. Ồ chắc vậy á. Trên cái hành trình đi tìm Alay mới lần này thì mình sẽ dẫn theo một người bạn. Đó chính là bé Đen. Mình đã thu phục bé Đen cũng khá là lâu rồi á.
Nhưng mà chưa có chuyến đi nào của mình và em, nên là hôm nay sẽ là chuyến đi đầu tiên. Hy vọng là sẽ gặp nhiều may mắn. Đồng thời thì mình sẽ dẫn thêm một người bạn nữa. Không biết các bạn còn nhớ hay không, người bạn ở một cái ngôi làng đâu đó gần biển. Mình nhớ là vậy. Nhưng mà bữa nay mình sẽ đi theo cái con đường khác để dẫn tới ngôi làng đó. Và tất nhiên rồi, mình sẽ không bỏ người bạn đó lại ngôi làng nữa đâu. Mà lần này mình sẽ kiểu như là dẫn người bạn đó về nhà luôn. Nhưng mà trước tiên thì để đẩy ngựa mình qua cái khúc sông này cái đã. Đẩy mông ngựa. Đi. Lên bờ. Ô, mình có cọng dây mà ta quên đó. À, ok. Ngựa. Đá nó. Đá vô mặt nó. Đúng rồi. Giỡn mặt hả? Giỡn mặt hả? Dương bài. Đi chỗ khác. Đừng có sàm sỡ ngựa tôi nha. Ê. Chết người chưa dùm bay. Thôi đi thôi kệ con dùm bay đó. Đúng không ta? Đúng rồi. Mình thấy rồi. Bé ngựa ơi, anh tới đây. Trời đất ơi, lâu lắm rồi đó mình mới có dịp quay trở lại ngôi làng này đấy. Ngựa của mình kìa, còn cái yên kìa. Mình còn để lại cái kiểu như quà lưu niệm mà. Trời ơi, vẫn cảm giác ấy. Ui giời ơi, đây mới là chiến mã đầu tiên của mình nè. Hơi bị tốc độ nha. Húi da. Quá dữ luôn. Ui, cái gì? Ê, trời. Một bác dân làng trong ngôi làng đã bị biến thành tây ma rồi. May là lúc nào kiểu như mình cũng có mang theo đồ nghề để chữa bệnh hết. Mình là một bác sĩ kiểu như là có tâm mà. Đây, cứu thêm một bệnh nhân nữa đi. Thiệt cái tình luôn á. Không hiểu luôn, đêm hôm khuya phắt. Mình tính nhốt vô chuồng bò đó nhưng mà thôi không được. Như vậy thì có lỗi lắm. Tạm thời mình nhốt vô cái nhà này đi. Ít ra cái nhà nó còn đỡ hơn. Dạ, đánh đau vậy? Trời ơi, quýnh bác sĩ kìa. Mèn đất ơi. Ôi da, sao chui vô đây được vậy? Cứu cho đã xong bây giờ quýnh bác sĩ luôn. Ác chưa? Chưa thấy bệnh nhân nào mà láo như bệnh nhân này hết á. Rồi, ok. Thiệt tình luôn á, là mơ mất quán. 11. Cái gì đây, cái dây? Ngày mới bắt đầu và có con dùm bài nó đi tập thể dục ở đây. Dùm bài được cái ta, sáng sớm tập thể dục rồi. Rồi, và ngựa của mình đâu hết rồi ta? Ở đây đúng không? Ở đây. Hết hồn hết vía. Rồi, về nhóc. Ok, bây giờ mình sẽ cưỡi bé đen và dắt chiến mã đầu tiên mà mình thuần phục được. Đi tìm một cái kiểu như là chỗ Alay. Đó, bữa nay mình sẽ gán dắt thêm Alay về nhà. Nhưng mà nó cũng chỉ có một cái xác suất thôi. Không phải cái chỗ cướp dân làng nào cũng có Alay bị nhốt ấy. Nhưng mà mình mong là mình sẽ may mắn gặp được chỗ có Alay bị nhốt. Công trình đầu tiên mà mình gặp được trong chuyến đi này là một cái tàn tích cổng địa ngục. Được ấy. Để xem nhân phẩm của mình. Man. Không có trái táo vàng cường hóa rồi. Hơi xu nha. Ê, nó còn không có cả khối vàng nữa. Đây, có chứ. Một khối. Ít ra cũng được thêm tí vàng. Và kế bên cái chỗ tàn tích cổng địa ngục là một cái danh trại của cướp dân làng luôn. Ô. Để xem. Ê, mình thấy cái lồng kìa. Cái lồng đó nhiều khả năng là lồng. Ôi, ngựa mình đâu? Ôi trời, tí xíu nữa là mất ngựa rồi. Cái lồng đó nhiều khả năng là lồng của Alay á nha. Hoặc là của người sắt. Hoặc là không có con nào bị nhốt. Để mình xem nào. Liệu rằng lần này có phải là Alay hay không? Ôi, không có rồi. Ui, hai cái lồng luôn. Chà. À, ngươi đỏ gì? Ngươi tính đỏ ha, nỏ ha? Ta không có nỏ, ta có đinh ba nè. Thích thì bá vô đây mà nút. Ê! Bên kia thì có. Bên kia có một Alay bị nhốt. Hai Alay luôn. Thì ra ngươi dám nhốt Alay hả? Ngươi nhốt ai? Ngươi dám nhốt Alay hả? Dễ thương như vậy mà ngươi dám nhốt. Ngươi sẽ trả giá. Mình đã nhốt thành công. Ui,
Hắn... À, đàn em hắn tới. Từ đâu hắn bắn xuyên cái lòng đó chứ. Bây giờ thì mình sẽ giải cứu cho hai nhóc Alay bên đây. À. Ô, tên này. Sự gọn hắn luôn. Rồi, và không quên kiểu như là dẫn Alay theo. Ồ, ngựa mình mất máu rồi. Ồ. Ôi chết không đụng được. Mình mà cho ngựa đen của mình ăn á là kiểu như hai đứa sẽ tập thể dục liền á, nên là thôi. À. Đằng này mình phát hiện ra nó có một cái khu vực dân làng. Phải chi mà Alay có cái chức năng kiểu như tóc biến theo mình, giống như chó sói thì hay biết mấy. Mình sẽ rất là kiểu như là thuận lợi trong việc dẫn về nhà luôn. Nhưng đằng này Alay đi theo mình theo cơ chế bay à. Mà lâu lâu bay lũi vô cái hang nào đó mà hang cùng ấy, là không biết cái đường đi ra luôn mới ác đó chứ. Thì đi vừa phải canh chừng nữa nên khá là mệt luôn. Rồi và ghé qua ngôi làng này để xả xì chết nè. Rồi đầu tiên là mình sẽ ghé qua nhà của... Ồ, làng này có thú thư à. Ồ, được á, mình sẽ lấy cái chuông. Ok, lấy hai cái chuông. Really, nigga? Nhiều khả năng ngôi làng này là ngôi làng giàu có đấy nha. Nên là lục soát cho kỹ nha. Đây không có. Đây cũng không có. Ngoài nhà này bự có rương nè. À cũng không có. Nhà này cũng không có luôn. Rồi, gặp cái làng có miếng mà không có tiếng rồi. Được cái nhiều chuông thôi chứ ngoài ra chẳng còn có gì thêm đâu. Ủa, khá là su luôn. Ê, wait a minute. Đằng kia là đầm lầy. Ờ, được á ta. Mình sẽ dắt Alay qua đầm lầy chơi. Ok. Và đấy thì mình sẽ hái thêm vài cái bông màu xanh xanh về trang trí cũng đẹp lắm. Với cả là trời cũng chuẩn bị tối rồi. Để mình nhìn coi bữa nay mặt trăng đâu ta. Mặt trăng. Ê, hôm nay trăng tròn. Ôi, trăng tròn là mình farm slam đã luôn ấy. Lượn một vòng coi. Không có slam rồi. Ồ, xu vậy. Nhưng mà ít ra thì nó cũng có một cái tàn tích cổng địa ngục ở bên đây nè. Ồ, vừa nói. Vừa nói thì slam đã xuất hiện một con chà bá lửa ở đây luôn. Ây da. Quýnh ở đâu á. Rồi, farm thôi. Còn trong cái tàn tích này thì sao? Nó sẽ cho mình cả dưa hấu lấp lánh. Uầy, cái này mình cũng khá là hiếm khi mà gặp được trong những cái rương của tàn tích cổng địa ngục nè. Và nó còn cho mình thêm cái đồng hồ Rolex nữa. Quá đã luôn. Mình định ghé về cái chỗ ban đầu nhưng mà mình gặp được một cái chị hàng xóm hay chọi thuốc độc vô mình nè. Ồ, chị hàng xóm ra để mình bình thuốc độc hay sao kìa. Không, chị hàng xóm đi quẩy đêm rồi. À, vậy là con xương rủ chị hàng xóm đi quẩy nè. Hư lắm nha chị hàng xóm. Hư lắm nha, tối ngày đêm hôm khuya khoắt đi quẩy đi đâu. Hư lắm. Chị hàng xóm này là bad girl nè. Tối ngày, đêm hôm không đi ngủ, lo đi quẩy. Rồi để mình coi có mèo không. Mình bắt mèo của chị mang về luôn. Mà không có rồi. Mà phải công nhận á, cái UFO mình nhìn từ xa đúng đẹp luôn á. Đã thì chứ. Nhưng mà nổi bật nhất vẫn là cái con hoa đành đó. Nó đang bị kiểu như là biệt giam ở trong cái lồng bằng gỗ, nhìn cũng tội đó. Nhưng mà thôi kệ, nó phải chịu hình phạt chứ. Ủa sao lấy hết quẩy rồi? À đây rồi, lại quẩy tiếp rồi nè. Đó, phải vậy chứ. Quẩy để còn nhân bản ra Alay nữa coi. Ủa sao lần này không nhân bản được ta? Oh what? Mình hết nhân bản được rồi. À đây được rồi. Trong lúc xoay mình cho cái pha lê tím thì mới tính nha. Lại đây. Alay này chưa có đồ nè, cho cầm đồ đi. Nhân bản rồi, thành công. Vậy là mình lại có lại 4 Alay rồi. Quá là đã luôn. Rồi, và hy vọng trong thời gian sắp tới mình sẽ tìm ra cách tốt nhất, chắc là đặt tên á, để cho những Alay có thể sống trên cái UFO mà mình cất công xây dựng trong ngày hôm nay. Và đồng thời thì mình đã thành công nhốt con qua đành vào một cái lồng biệt giam rồi. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong ngày sinh tồn hôm nay. Tuy khá là vất vả để dẫn qua đành lên đó, nhưng mà mình thấy khá là vui khi mà nó bị biệt giam như vậy. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những ngày sinh tồn kế tiếp trong hành trình 1.19 của mình.
Bye bye.